Cuộc thi gấp dịch 2023. Ê Pháo, theo tao ra chỗ này vui lắm. Mày muốn chưa bao giờ mày nghĩ sống là phải cống là phải hiến cho mọi người. Tao vẫn đừng có thấy có đất tác gì. Thích là phải dích kích kích, nên phải thích xích mít. Đừng có chất kích thích click click phải ngọn trò hậu. Khi chết bọn nó khốn khổ, no. Mới thích thì chuẩn đi hộ. Ta cười đi đi. Alo alo, em là Thỏ, cháu ông Năm. Đến với chương trình lần này, trong tâm thế bình tĩnh tự tin, em xin phép được nhận giải thưởng về trước. Tạm biệt. Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, ngồi lại một chút tay phun tâm thì chỉ kể về chút vai con lầm lì ngay tại bản đôn nâu. Này thì là tránh xa ra voi này, voi biết voi không có ngà, voi khóc lóc với ông bà. Ông bà là thêm vài năm nữa con sẽ khác thôi, khác thôi. Xuân hạ đông xuân, xuân xuân hạ đông. Chị hổ